chào tất cả các bạn. Minh Tiền rất vui được gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo của mình. Clip này Minh Tiền chia sẻ với bạn về một cái nội dung, đó là làm YouTube. Vì sao mình phải tìm hiểu một chút xíu về pháp luật? Thì các bạn đang xem clip, bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh, comment, like, chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Anh xin cảm ơn tất cả các bạn. Cái làm YouTube nó là một cái nghề mà buộc chúng ta phải nắm về pháp luật của một quốc gia hiện hành. Nói chung nếu ở Việt Nam mình thì phải nắm luật của Việt Nam về cái nội dung mà khi mình xây dựng kịch bản để mà mình thực hiện làm clip đó, thì mình phải tìm hiểu, không cần kỹ lắm đâu, nhưng phải tìm hiểu một chút xíu về pháp luật. Và còn cái việc làm mình mà mình làm clip up lên YouTube thì chắc chắn là mình phải tôn trọng nguyên tắc cộng đồng của YouTube đề ra rồi. Thì ở đây mình nói về vì sao mình phải hiểu biết về pháp luật. Cái nội dung video clip của mình á, ví dụ như mình ví dụ cụ thể luôn, mình thì mình làm clip thì mình thích nói ngắn nhưng mình không thích nói dài. Thì ví dụ như các bạn làm về trải nghiệm, đúng không ạ? Các bạn làm video clip ví dụ như trải nghiệm 24 giờ ở trong rừng hay bìa rừng mà chẳng hạn, thì chúng ta phải vào đó thì ví dụ chúng ta sinh tồn mà, trải nghiệm sinh tồn thì chúng ta phải nấu ăn, đúng không ạ? Ví dụ như chúng ta bắt cá cái con thú động vật rừng, hay là chúng ta chặt những cành cây, chúng ta che cái lều cái bạt đó, chúng ta ơn đấy. Thì những cái nội dung đấy thì mình phải nắm được là luật bảo vệ phát triển rừng này và luật đa dạng sinh học. Đó là hai cái luật rất quan trọng mà trong cái video clip mà chúng ta làm cái trải nghiệm về sinh tồn 24 giờ sinh tồn trong rừng, trong suối. Vì các bạn biết sao, vì cái luật bảo vệ vật đến rừng như là luật đa dạng sinh học đó, một số kênh gần đây là bị vướng cái này rất là nhiều, nên là bị các cơ quan quản lý nhà nước là bảo gỡ xuống, và vi phạm nhẹ thì vi phạm hành chính, còn nặng phạt là hành chính, còn nặng thì nhiều điều, nhiều chuyện xảy ra lắm. Cho nên là hai cái nội dung của hai luật này á, là các bạn với ông, ví dụ như các bạn vào trong đó, các bạn mình ví dụ như là có cái kênh ở Việt Nam, mình có mấy kênh vừa rồi là làm là vô trong rừng sinh tồn bắt cái con kỳ tôm, kỳ nhông á các bạn, kỳ nhông mà con xanh xanh á, xanh xanh nhìn nó lưng nó gai gai á, thì mấy bạn xin phép mình không tiện nói cái tên kênh ra đây, bắt cái con đấy xong rồi cái chặt đầu lột da đem lên nướng lấy thịt ăn với cơm với lại các cái đồ đi theo. Như thế là vi phạm về cái luật bảo vệ và kiến rừng này, là kiểm lâm sở nông nghiệp và tới họ lập biên bản đấy, không có đơn giản đâu, các bạn phải nắm cái luật đấy. Còn ví dụ các bạn vào rừng, như tôi nói nữa, vào rừng chúng ta chặt cái cây nó che lều bạt, đúng không? Là chúng ta vi phạm về chặt phá rừng, chặt phá cây. Các bạn làm những cái nội dung này các bạn phải tìm hiểu pháp luật, chứ không là nó vướng vào là không có tốt. Nội dung của cái video clip mình là toàn thế giới xem, đâu đâu cũng xem, đâu phải là mình làm cho nhà mình xem hay mình làm một mình xem đâu. Cho nên mình làm mình đừng có chủ quan mà mình làm những nội dung đấy. Thì những cái vấn đề cơ bản nhất mà mình chia sẻ với tất cả các bạn như vậy, mình mong rằng là những video clip của mình thực hiện ngắn ngắn như vậy thì sẽ được các bạn đón xem một cách tốt nhất, dễ hiểu nhất. Ở video clip tiếp theo thì Minh Tiền cũng sẽ dẫn dắt cho các bạn vào những cái nội dung liên quan về kênh, để các bạn có mới muốn làm kênh, làm video clip đó, thì các bạn có những kiến thức cơ bản nhất để mà làm cho cái kênh của mình nó tốt hơn, tiếp cận người xem dễ dàng hơn. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào.